lừa bố này. Ai da hợp lý đấy đúng không? Thôi. Mày ơi. Thôi, mua đây em. Làm gì nhỉ? Chơi nào? Đi. Đạn thôi. Bị cũng biết đấy, dễ bảo. Em ngồi đấy chờ bố nhá. Đây. Vamos. Cái nhà em ơi, để con bú cái nhà thôi dây con bú đi con nha. Tao để đây tí lấy rồi nhỉ. Bố quét cái này đi, sân nhà cứ bốn. Lùi ra. Cái gối của em đó. Đi dầu gối nha. Lấy ít ngô. Ngô. Bán sâu cân. Cân à? Ngô đẹp đấy, không sao. Hết tải hết tải cân nhiều cân, ui 42 cân. Nhá. Nhá. Đây, cái ngồi vô bạc quá cái này. Đây em đi đây. Đi về nhà thôi. Chơi cho bố đi. Chơi tiếp. bố rồi bố đấy đấy. Kẹp rồi. Đấy là chú. Đúng rồi. Đây 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 chú ơi. Còn không? Hết chưa? Đây này. Có mà. Đúng cỏ đấy chú đấy. Ấy. Rồi. Đây, đây, em để bố quét nào. Cổng bố quẹt cái này đi. Ini kau juga kau dah. Ini aku buka ni kan. Không. Bên này rồi. Đấy đấy đấy, cô này. Cô kia. Gà đó em. Em để đây lại cái này đi. Nào mình tán gà đi. nhà con gà này. Đấy. Khai giá hợp lý đấy đúng không? Trời em này cũng khá không? Cũng khá cũng khủng. Ê, cái ổ ăn trái luôn. Ổ ăn ơi. Như mẹ như muốn quá, còn hàng kiểu mà phát được cái ổ bây giờ về ổ ăn được kiểu. Trời rồi tập phục ở ba buổi lắm này mà ôi thế quá ok rồi, quá nhiều rồi đấy. Băng bắn được cân. 5.000 một cân. Đấy sai rồi. Cả. Mày không? Ừ. Ông mày tiêu. Mày hết. Ngon. Mày đấy. Chết có tuyển ma lá. Có chợ gì tuyển đó. Dạ. Nào nhặt đấy. Rồi, ok. Tiền bác yếu đắt nhỉ. Nào. ra này. Nào. Ui ôi. Đi nhẹ, đừng gào thôi. Ui. Đi làm thôi. Đi làm thôi. Em đi chơi vào. Chờ, cầm cái bật lửa cho bố nào. Dép rồi em. Ôi chờ bố. Bố trồng dầu nhé. Có bố nhặt dầu không? Có bố nhặt cỏ đi. hộ bố lấy đất xuống đấy. Em lên đất chung cho bố. Đi em ơi, trồng tiếp. Đây bố. Ui. Em ngồi đây chờ bố nhá. Em này. Ngồi đây chờ bố nhá. Buồn quá. Lấy chìa bố nhé. về nhà ngủ thôi. Mua đây em về nhà ngủ nhé. Em ngủ đây chờ bố nhá. Em chưa dậy à? Em chưa dậy à? Để chứa. Vẫn buồn ngủ à? Chị cho em xin làm thế nhé. Chị làm cái gì nhé? Thầy hông ạ? Không có. Ui, còn chiếu còn một giờ nữa cho tao bóc đi, còn này là con này. Đấy, nó khác lắm là tao phải mới tao bóc. Cả thốc quá hả? Không phải hả? Cái này nhiều thốc quá. Nhiều thốc quá hả? Mấy chục lên có á. Đi chặt lên mấy chục. Con lên bố, mà để lá cây á. Mà để lá cây á, con. Tôi phi theo tương đối đầu tôi lấy cái này. Mấy chục lấy làm gì? Ba chắn ba cái này, ván không bây giờ nó còn là còn cái này. Nó thấy dễ ăn. Cái nữa bài. Đỉnh cắm thú luôn, cắm thú luôn. Thế, ai vậy luôn với nhau tìm những lao nhú. Hết đáng nghe đúng không? Đọc kiểu nghe này, đôi giọng không? Văn đình còn bữa tới hết tốt ạ, chuột ốc đấy các bạn. Là thấp xuống còn này hơi nối. Một cái tự nhiên rồi. Quay kiểu kia đúng rồi. Con mặt đẹp chứ. Đây là một chút nhà lá. Ai giao kéo đặc biệt đây? Ai giao kéo đặc biệt nào? Ai kéo dính ruồi? Kéo dính ruồi. Kéo bấy chim sẻ đây. Em ngồi vậy à? Hả? Ngồi vậy à? Ngồi vậy à? Ngồi vậy à? Bố làm thuê về rồi. Này, bố có tiền này. Bố làm thuê về có tiền này. Đấy. Làm thuê có chờ bố này. Nhìn. Ở đây chờ bố chứ. Đấy, bố đi làm thuê về có tiền rồi. Có tiền cho em rồi. Chán gà thôi nhỉ. Ôi, con gà lớn rồi, sắp được xịt rồi. Em ngủ cả buổi à? Ngủ cả buổi chưa bố à? Phải buổi chưa bố nhỉ? Em hộ bố nhá. Em hộ bố nhá. cái hộp bố bóc đây. Bóc ra. Ủa đẹp thế nhỉ. Con gà đói lắm rồi. Bố đi làm con gà đói lắm rồi. Thấy chưa? Đấy, nó thế. Rồi. Bữa xay nhá. Chân lên nhé, chân vào đấy, lít đấy, tay. Đặt chân lên. Chân gà thôi, đi cạnh em. Đấy, đi. Ôi còn mế nữa. Em ở đây, em ở đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cái này là vào gần tí không có tối mưa hết. Ha bà. Ăn mấy quả? 4 quả. Được rồi. Rồi chứ ở đây để đun nấu ăn chứ. Hết cơm rồi, không có cơm ăn rồi. Bố rồi. Bố. Chín chưa nhỉ? Ta chín rồi nhỉ? Chín rồi em nhỉ? Em ăn trứng không? Không uống sữa. Để xuống ăn, để xuống. Rồi. Ok. Em bóc xong chưa? Cái này ăn. Ok. Chấm vào đấy. Ngon quá. Miếng tô vào. Chơi rồi. Mồm. Há mồm không? Có ăn lòng đỏ không? Lòng đỏ ngon này. Không ăn lòng đỏ đâu. Ăn lòng đỏ không? Mình miếng rau tươi. Ngon lắm. Mình há mồm hả? Ừ. Nốt đi, ăn nốt đi, ăn hết đi. Mình đi. Mình cho em nhặt không? Ừ. Rồi. Đi rửa bát đi. Đi rửa bát đã. Mà hết rồi mà. Ừ, hết rồi. Bố đi rửa bát nhá.